Thấy nhanh phát là bị. Nhanh cái bị này. Đi xuống dưới, đi dưới, đi. Nó bóng cầm. Điều có đi vòng lên đây không? Quay về đó. Quay cái mũi luôn. Rồi. Phải giữa trắng. Xuống dưới má. Rồi dưới má. Quay đi mọi ngày. Thì có quay đi cầm bông như thôi. Khoảng một phút giờ. Mượn vàng đánh nhỏ vàng hoặc ươm.
tối rồi mai. Anh về mới không ngủ à? Bảo về không ngủ tí cho nó đỡ mệt à? Mai thứ mấy? Đấy nào. Thế mà thưa thì xong rồi. Bọn này nó hay học ăn lỡ. Ai? Nó bảo như nào? Không người gọi cho anh à? Anh có bảo ấy chưa? Anh bảo giả bao nhiêu chưa? Hả? Nó không nghe á? Cái thôi mua cái từ từ. Nó cứ từ từ đã. Tao xoay tiền á? Có tiền đâu mà thì vay còn gì nữa. Anh chưa bắt giải ra người chuyện đi vẫn nợ. Tiêm. Cái làm gì mấy bữa nó lại gọi nó lại bán 5 năm thôi mà. Thì em bảo nó chứ. Thì hôm trước đã giả cái hớ rồi. Hôm trước giả 60 triệu nó không bán đấy, cùng nó lại gọi xong cuối cùng 60 triệu đầu tiên là bán 60 triệu là nó mua rồi đấy nhỉ. Nó cũng rẻ, nó cũng nó gọi nó cũng đi tháo bao nhiêu. Một cái xe đấy, người ta mua người ta hầu như người ta còn để mới. Đấy, chắc là thỉnh thoảng mua nhưng kiểu là không dám đi. Đi quanh đấy ít, ít thôi, chẳng hạn đi đám cưới đám sim chắc thế, đi nó mới ít vậy chứ. Tao có xe bán tải à? Cái nhà mấy có mấy sát đấy là nó giàu lắm. Là mấy sát đấy nhỉ? Trong khu trong đấy á? Bên đấy, khu bên này, chỗ nào máy sát này nó mua thóc được cái anh. Nó phải máy sát, nó cần sát. Nó mang phải dưới cái bán nó gạo thôi. Đổi cho xe.
jauh lah. Thấy cái tám đấy. Nhìn chỗ thêm hả? Ở sau của nó nhìn chỗ của nó này. Để bắn cám gì? Nó tóm lại làm kiểu gì nó quen tay đi nhỉ. Thì làm mấy cái này của mình nó quen mà. Giờ trước thế mẹ cũng bảo mà, mà đợt trước thì mình làm bông tăm nhiều chứ. Tí nặng rồi chẳng muốn năm bác tí quên. Thật ừ. Chắc mình cũng quên đi thật đấy. Nhiều ấy, sao mình nhớ được. Nó đám như đấy thì mình được. Cái cách này hay quên. Xong rồi mình bật cái quạt nó. Gì cơ? Tới cầm hôi rồi. Nó nằm nó đau nó cũng chả nóng đâu, nó cũng lạnh đâu, nó cũng nóng. Tới cầm hôi rồi.